Mến chào tất cả quý anh chị đang theo dõi video phát trực tiếp của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Hiện tại chúng tôi đang ở Phương Đông, Bí Quảng Ninh. Vừa đo đến đây là 18 mét chị đây. 18 mét đến bức tường này. Bây giờ em xem lại cái khung đấy chị. Vâng. Còn phía đằng sau này là có cả khu vườn rộng nữa hả chị? Đây là hết cả phía cái vườn quây lưới kìa. À đây à. Bên kia là chưa. Đó. À cây cam này. À đi thẳng theo nhà mình chứ không phải bên này à? Đấy, bên đấy đấy. À bên đấy. À vâng. Đấy, à đất vườn. À tha hồ trồng cây, ăn rau sạch. Vâng, vâng, đây em thấy nó đổ rồi. Đến sát tường là 18 mét. Sát tường 18 mét anh. Vâng, cái sau này cái này của anh chị dài và em sẽ cân đối lên. Vâng, vâng. Đằng sau 6 mét, đằng trước là 8 mét rưỡi. Vâng. Sân đằng sau là 6 mét, còn sân đằng trước là 8 mét rưỡi. 8 mét rưỡi phía đằng trước là anh đang để làm sân ý. Sân cả anh đang cổng, sau này đỗ ô tô tha hồ. À, đường nó lùi vào ấy. Đường này chắc chỉ lùi vào 1 mét đi. Đấy cái phong thủy đấy em vâng. Xem là số bao nhiêu thì đẹp. Vâng. Nhưng mà chị nhìn đấy hình như cái cung 17,6 ấy cũng không đẹp lắm. Nó chỉ được một cung. Không, cái này nó theo phải để Hùng sẽ lên và cho anh chị theo cái thông số nó đẹp nhất cho anh chị. Anh chị xem bao giờ xây? Anh đang cần xây ngay. Xây ngay, vâng. Thế thì anh làm việc mấy chỗ Hùng chứ? Để Hùng lấy thông tin sau đó vừa về bọn em triển khai luôn. Bây giờ thì anh là muốn là các chú thiết kế cho anh cái móng trước. Vâng. Cái nhà thì sau. Không, bọn em phải chốt được cái công năng trước. Bọn em phải chốt được cái công năng chia phòng thì nó ra được cái móng. Đúng rồi, đúng rồi. Các cái trục cột. Vâng. Thì về bọn em về tối nay bọn em triển khai luôn cho anh. Thì sau đó mai bọn em sẽ gửi cái anh cái công năng. Cái này anh giải phóng mặt bằng lâu lâu rồi. Vâng. Thế xung quanh đây là đất hàng xóm à? Mà xem cho chị cả. Vâng. Vâng. Anh là Vũ Gia Vi đấy bạn. Vũ Văn Trị. Vũ Văn Trị, thế Gia Vi là tên con. Dạ luôn. Cô đây trẻ gì mới ra trường à? Chị mà trẻ gì. Vâng. Trên anh xây dựng. Đấy, anh em khu vực này thì, dân cư rất là đông đúc. Đấy, sau này đường xá sẽ mở rộng. Anh chị em này, đấy, cơ hội để thiết kế nhà đẹp Green thì rất là nhiều cơ hội để khu vực này. Đấy, anh em kiến trúc sư đang làm việc, kiến trúc sư Bình mới lại kiến trúc sư Hùng đang làm việc. Đấy, chị, đấy, video phát trực tiếp, anh chị có câu hỏi này anh chị cứ hỏi nhé. Đấy, tôi sẽ dành thời gian trả lời các anh chị. Rồi, tầm muộn rồi thì cũng chia sẻ phát video trực tiếp cho bà con cô bác có góc nhìn tốt nhất về đơn vị nhà đẹp Green. Rồi hẹn gặp lại tất cả anh chị video tiếp theo. Các anh chị mà cần tư vấn thiết kế không gian nhà đẹp thì hãy liên hệ số hotline là 0386 325 556, chúng tôi sẵn sàng phục vụ.